Phòng khám y học cổ truyền Thuận An Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Đây là một câu hỏi nó rất đơn giản thôi. Và phòng khám thì không phải là bây giờ mà là 10 năm nay rồi, luôn luôn được rất là nhiều người để hỏi để cần tư vấn. Tuy nhiên mình luôn luôn có quan điểm rõ ràng là gì? Cần phải gọi điện hoặc là phải hỏi trực tiếp. Thế thì vì sao lại như vậy? Nó chỉ đơn giản nhé. Một là các anh chị có thể add kết bạn qua Zalo, nhưng đang gọi, đang nói chuyện thì có thể cái số thoại khác người ta gọi đến nó chẹt sóng mất lỡ dở. Hai nữa là có nhiều vùng thì thường mạng nó hơi kém, mà nói chuyện ấy thì nếu mà gọi điện thoại thì chắc chắn không ai chèn đến. Hoặc ít nhất là gì? Ít nhất nó chỉ đơn giản nhé. Anh ơi, em không có tiền, em đưa cho anh số điện thoại, anh gọi lại cho em. Thì ok, mình gọi điện lại ngay, không khó khăn gì cả. Tuy nhiên, có nhiều người lại gì ạ? Khi gọi điện này, hỏi chán chê mê mỏi rồi, xong lại gì ạ? Lại nhắn tin. Và rất là nhiều, bởi vì thường là mình nhớ là khi mình học tâm lý bệnh ấy, thì thầy giáo sư, một thầy chuyên về dạy về tâm lý thì nói là mày phải thông cảm, bệnh nhân nó có tâm lý của bệnh nhân, mày phải hiểu rằng bệnh nhân nó luôn luôn có những cái tâm lý, và mày nếu mà mày không hiểu nó thì mày không phải là thầy thuốc. Đúng, không sai. Tuy nhiên là những anh chị mà hỏi nhiều quá, đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng khi mà thầy thuốc tư vấn lại thì thường bỏ ngoài tai và không tập luyện hoặc là không thay đổi. Đặc biệt là gì ạ? Đưa ra một vấn đề nào giọng mỹ xong bắt đầu tư vấn chán chê, hoặc là nói chán chê mê mỏi, xong bắt đầu khi mà bảo xong chưa thầy thuốc tư vấn thì lại quay lại tiếp, lại nói chuyện tiếp, loạn xì gậu lên, loạn hết tâm cả. Cho nên là khi anh chị, chính vì vậy cho nên là khi mình chị muốn chữa bệnh, đầu tiên thì mình chỉ có một số điện thoại duy nhất là 0912 595936. Đấy, và chỉ có một mình tư vấn, chứ mình không thuê bất kể là bác sĩ nào, hoặc là đây là học trò nào là tư vấn, không. Quan điểm rõ ràng của mình là gì? Nếu không làm thì thôi, nếu có làm thì lên làm cẩn thận. Dù rằng một ngày có thể anh tư vấn được 3 hoặc 5 bệnh nhân, thậm chí một bệnh nhân được, nhưng phải làm hết mình, đặc biệt là tư vấn phải rõ ràng, kỹ càng cho bệnh nhân. Như vậy thì các anh chị mới thấu hiểu được, và thấu hiểu được gì rồi thì mới thay đổi được. Và có thay đổi được ấy, thì đôi khi đâu phải dùng thuốc, chỉ cần tập luyện không là đã ok rồi. Xin chào.